dành trọn tuổi thanh xuân để gắn bó với các em học sinh dân tộc Cơ Tu. Và đến khi đã lớn tuổi, nhưng dường như chưa bao giờ cô Bùi Thị Hiệp, trường tiểu học Thường Lộ, Nam Đông, nghĩ mình sẽ dừng lại. Không chỉ truyền thụ kiến thức đơn thuần, cô Hiệp còn phải bốn cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng chia sẻ ngôn ngữ với các em học sinh dân tộc thiểu số. Và cũng như bao đồng nghiệp đang ngày đêm đứng trên bục giảng, cô Hiệp không có biệt quyết nào khác ngoài tấm lòng tất cả vì học sinh thân yêu. 48 tuổi, cô Bùi Thị Hiệp đã có tới 27 năm gắn bó với các em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số. Yêu cái nghề, không ngại khó ngại khổ, ngày ngày cô tận tâm gieo những con chữ đầu tiên cho các cháu. Khi mới nhận công tác, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, học trò thì có người bằng tuổi cô giáo. Nhưng vấn đề lớn nhất lại là ngôn ngữ. Với nhiệt huyết tuổi trẻ và lòng yêu nghề sâu sắc, tình cảm chan hòa gần gũi của phụ huynh và học sinh là động lực lớn nhất thôi thúc cô học chữ của người đồng bào dân tộc Cơ Tu. Những năm đầu tiên tôi đến với ngôi trường này thì trường đang còn rất là tạm bợ, trường nghèo. Những ngày mùa đông thì phên ở hai bốn bên lớp thì cũng không có, cho nên là những ngày đông thì giá lạnh, cô trò ở trong lớp thì rất là lạnh. Rồi học về học sinh thì các em đi học là không đúng độ tuổi, các em rất là lớn, có nhiều em lớn bằng cô giáo và các em nghỉ học rất là tùy tiện, nghỉ học là để phụ giúp gia đình để kiếm tiền sinh sống. Rồi cho nên là chúng tôi cũng phải đi vận động đến nhà rất là nhiều lần để cho các em được duy trì số lượng. Với đức tính giản dị, gần gũi, chan hòa, cô Hiệp luôn được học trò, đồng nghiệp yêu quý. Bản thân cô là tấm gương sáng về sự nỗ lực vượt khó vươn lên, được các thế hệ giáo viên, phụ huynh và học sinh yêu quý trân trọng. Điều quan trọng hơn là cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn gieo vào trong các em truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, lá lành đùm lá rách. Cô và gia đình đã đứng ra xin và huy động nhiều nhà từ thiện giúp đỡ thường xuyên nhiều thế hệ học sinh nghèo có thêm điều kiện động lực đến trường. Gần 5 năm học tại trường với 2 năm được học với cô giáo Bùi Thị Hiệp. Cô Hiệp là người mẹ thứ hai của chúng em. Cô mang cho chúng em không chỉ kiến thức mà cả cách sống. Chúng em yêu cô qua những bài giảng nhẹ nhàng đầy tình cảm nhưng rất dễ hiểu. Chúng em quý cô vì cô rất gần gũi, vui vẻ và hòa đồng. Sau những bài giảng trên lớp, cô Hiệp lại tất bật với cuộc sống gia đình. 27 năm cắm bản, đến nay cô giáo Bùi Thị Hiệp thêm yêu mảnh đất này. Điều đó được thể hiện với một cuộc sống gia đình trọn vẹn với chồng và hai con chăm ngoan học giỏi, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của tập thể, cán bộ giáo viên trong nhà trường. Trong những năm qua, chất lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 100%. Đặc biệt, không có tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng. Bản thân cô cũng nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và huyện. Đặc biệt mới đây, cô vinh dự là một trong hai giáo viên tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế được nhận 3 bằng khen của các bộ ngành. Trong đó có bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục học sinh dân tộc thiểu số tại vùng sâu vùng xa, có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn năm học 2018-2019. Nhắc đến cô giáo Bùi Thị Hiệp, thì cả học sinh và phụ huynh của xã Thường Lộ đều biết đến là một người nhà giáo đức độ, khiêm tốn, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và có hiệu quả. Cô vừa là một giáo viên chủ nhiệm của lớp cuối cấp, vừa là làm tổ trưởng chuyên môn, vừa làm chủ tịch công đoàn nhà trường. Cô luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tâm huyết về nghề, âm thầm gieo chữ cho các em học sinh ở vùng cao, những cô giáo ở trường tiểu học Thường Lộ nói riêng và ở các trường khác trên địa bàn huyện Nam Đông nói chung, dù còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng cũng rất tự hào vì đã góp phần sức lực nhỏ bé của mình vào công tác nâng cao dân trí, ươm mầm xanh tương lai cho quê hương đất nước.